7. Ông cút đi. Đừng để tỷ tỷ ta nhìn thấy ông. Đi làm bẩn mắt tỷ ấy. Đi là. Đang nghe ta giải thích nào. Nếu tỷ tỷ nàng ở dưới đất của Linh Thiền cũng có thể nghe cùng. Ông cút đi cho ta. Ta có thể đi. Nhưng nàng phải đi cùng ta. Cùng về nhà đi. Về nhà. Ông đừng hòng. Nếu nàng không đồng ý làm thiếu phu nhân của ta, có thể cầu xin đại vương giúp nàng trả tự do cho nàng. Nhưng phủ ốc của Tôn phủ vĩnh viễn là nhà của nàng. Nhà Tôn phủ. Ông cho rằng Y La là nữ tử tham ăn vàng à? Ông cho rằng ông dùng một cái nhà thì có thể xóa hết nỗi thống hận trong lòng Y La sao? Y La, tỷ tỷ nàng không còn nữa. Nàng một mình có thể đi đâu? Tỷ tỷ, Bùi Bùi chưa thể giết được Tôn phủ, chưa thể lấy đầu của hắn, tới tế bái tỷ tỷ. Tỷ tỷ trên trời, hãy nhìn Bùi Bùi. Bùi tuyệt đối sẽ không dừng lại tại đây đâu. Tỷ tỷ, Bùi Bùi cáo từ. Ngày kỷ năm sau, Bùi lại tới thăm tỷ tỷ. Y La, Y La. Y La, Y La. Bái kiến vương tử. Bái kiến vương tử. Sao Tôn tướng quân lại tới đây? Tới thăm thôi. Tới thăm mà. Ngài tới đây sám hối phải không? Ngài vì được phong tướng mà giết liên tiếp hai vị vương phi. Chắc chắn ngài hối hận lắm. Đúng không? Tôn Vũ không hề sai. Nói gì đã hối hận. Chỉ là tới thăm. Chỉ vậy mà thôi. Tối qua không phải đem động phòng hoa chúc của ngài và Y La sao? Sao không thấy thiếu phu nhân của ngài đâu vậy? Thật hổ thẹn. Thiếu phu nhân chạy mất rồi. Nhưng vương tử không cần lo lắng. Tôn Vũ nhất định sẽ tìm nàng ấy về. Nếu đại vương đã ban nàng ấy cho Tôn Vũ, nàng ấy chính là người già của Tôn Vũ. Dù nàng ấy đi tới đâu, nàng ấy vẫn là thiếu phu nhân của Tôn Vũ. Nhà thuyền. Nhà thuyền. Nhà thuyền. Nhà thuyền. Nhà thuyền. Nhà thuyền.
thật không biết nên gọi muội là gì mới được. Quận chúa thành Trung Ly, công chúa nước Ngô, hay nên gọi muội là thiếu phu nhân của tôn phủ đây? Giờ ta chỉ có một cái tên, đó chính là Y La. Được, Y La, mời theo bổn vương tử về Cô Tô đi. Vương tử, nếu Y La đã ra khỏi thành Cô Tô rồi thì không muốn quay về nữa. Muội không về, vậy muốn đi đâu? Vương tử không cần hỏi nhiều. Thiên hạ rộng lớn, không phải chỉ có một thành Cô Tô. Nhưng thiên hạ chỉ có một Y La, sao ta có thể để muội đi như vậy được? Theo ta về Cô Tô đi. Vương tử, vương tử thả ta xuống. Vương tử, Y La, không được nhúc nhích. Giờ muội nhảy xuống ngựa, không chết cũng bị thương. Vương tử, thả ta xuống. Vương tử, ngài thả ta xuống đi. Thả ta xuống. Đuổi theo, đuổi theo. Y La, vương tử điện hạ, sao vậy? Đầu ngài bị thương rồi. Tôn tướng quân hỏi thật khéo, vết thương này được tính là vì ngài mà bị đó. Bị thương vì ta. Gió, gió, thổi gió, thổi gió, thổi gió, thổi gió lên đi, thổi gió lên đi. Thêm một thanh kiếm tốt, thêm một thanh kiếm tốt nữa. Dưới bầu trời này lại có thêm một thanh kiếm, một thanh kiếm tốt nữa. Cô là ai? Cô tới đây làm gì? Nói đi. Nghe danh sư phụ đã lâu, kỳ bảo trong thiên hạ không gì hơn được kiếm của Can Tương. Tiểu nữ tên là Y La, tới đây xin bái sư ạ. Bái sư? Bái ta làm sư phụ.
Cô còn muốn rèn kiếm à? Y là muốn rèn một thanh kiếm tốt, chém sắc như chém bùn. Một nữ tử như cô cần một thanh kiếm tốt chém sắc như chém bùn để làm gì? Ta muốn lấy đầu một người. Đầu ai? Nói ta nghe. Cô muốn lấy đầu ai? Tôn Vũ. Tôn Vũ người nước Tề. Tôn Vũ. Tôn Vũ người nước Tề. Không. Không. Hắn hiện giờ không còn là Tôn Vũ người nước Tề nữa, mà là đại tướng quân Tôn Vũ của nước Ngô. Hạp Lư nước Ngô đã phong hắn làm tướng rồi, không phải sao? Đã phong hắn làm tướng rồi. Chính là kẻ này. Cô muốn giết đại tướng quân Tôn Vũ mà Ngô Vương Hạp Lư phong mà. Đúng vậy. Y là cần một thanh kiếm tốt, một nữ tử nhỏ bé. Kiếm tốt. Đúng. Kiếm tốt. Kiếm tốt. Kiếm tốt. Được. Ta nhận cô. Một nữ tử muốn theo ta luyện kiếm. Hơn nữa, còn phải luyện một thanh kiếm sắc bén chém sắc như chém bùn để giết đại tướng quân nước Ngô. Tự nhiên thiên hạ sẽ truyền ra kiếm của Can Tương này, thiên hạ không ai địch nổi. Y là phải kiến sư phụ. Tường thành này sửa nhanh đấy. Ngũ tướng quân, ngài vất vả rồi. Ngài dân tấu với đại vương chuẩn bị chinh chiến tu sửa thành quách, ta dám sơ sót sao chứ? Ý của ngũ tướng quân là đang trách tội Tôn Vũ này sao? Vậy thì không dám. Tôn tướng quân, hiện giờ trong nhà vừa có phu nhân lại có thiếu phu nhân, hưởng phúc tệ nhân đó. Nghĩ chắc hai ngày nay rượu không say mà người tự say rồi, đúng không? Chạy rồi. Chạy rồi. Gì mà chạy rồi? Thiếu phu nhân Y La đó chạy rồi. Việc này còn suýt chút nữa dùng trăm cải tóc lấy mạng ta. Ngũ tướng quân, nếu đại vương nhớ ra hỏi tới nàng ấy, ngài tìm cách nói khéo giúp ta vài câu. Việc này ta nói này Tôn Vũ à, Y La đó là công chúa đại vương thân phong. Ta nói này, sao ngài vừa gặp phải nữ nhân của đại vương thì liền mắc lỗi như thế? Nếu đại vương tìm ngài đòi người, ngài phải làm sao đây? Ta nói cái đầu này của ngài viết ra được binh pháp truyền kỳ thiên hạ, sao lại không đối phó nổi một nữ tử chứ? Lúc viết binh pháp đâu ai ngờ sẽ có nữ tử đâu chứ? Ta nói này Tôn Vũ à, công chúa người ta gả thấp cho ngài, ngài lại để công chúa chạy mất, còn không nhanh nghĩ cách tìm người ta về đi. Ngũ tướng quân, thiên hạ lớn như thế, ta đi đâu mà tìm đây? Báo. Báo. Tôn tướng quân, ngũ tướng quân, đại vương có lệnh, chuyện hai vị tướng quân nhanh chóng hồi quân có việc gấp cần bàn. Khánh kiệt là tâm bệnh của quả nhân, cũng là tâm bệnh của nước Ngô. Lúc quả nhân đăng cơ, Khánh kỵ giao chiến với Dục Uyển ở Hoắc Sơn, biết quả nhân ngồi lên hoàng vị, vậy mà dẫn quân tạo phản, quy thuận nước Sở. Sở Chiêu Vương phong Khánh kỵ làm tử tước, mệnh đại tướng quân Uyển quân làm hậu thuẫn cho hắn, chuẩn bị phản công nước Ngô ta. Giờ đây
hắn đang điều động 2 vạn chiến mã, 5.000 chiến xa, chưa trừ thánh kỵ. Quả nhân chưa yên lòng. Các vị ái khanh, ai phân ưu với quả nhân, dẫn binh xuất chiến. Đại vương, Phu Khải nguyện dẫn quân đi thảo phạt tên phản tặc thánh kỵ này. Tốt. Không hổ là vương đệ. Vương đệ xuất chinh, ắt bảo vệ được giang sơn xã tắc của nước Ngô Tào. Xin đại vương cấp cho Phù Khải 3 vạn binh mã tới Hoắc Sơn để thảo phạt hắn. 3 vạn binh mã. Ngũ Oai Khanh có thần, có thể điều 3 vạn binh mã cùng. Bẩm đại vương, hiện giờ thần có thể điểm ra chỉ có 3 vạn binh mã, hơn nữa còn bao gồm cả thị vệ trong cùng. Điểm hết toàn bộ cho Phù Khải tướng quân, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một lúc. Ngũ Oai Khanh có. Tăng cường Trưng Ninh luyện binh, Tôn Ái Khanh có thể cùng Khanh luyện binh. Thần tuân chỉ. Bẩm báo đại vương, Phù Khải tướng quân khó địch lại phản tặc khánh kỵ, vô cùng khẩn cấp, xin tăng viện. Phụ vương, chớ bị khánh kỵ làm nhiễu loạn. Phụ vương tuyệt đối không thể đích thân mặc giáp ra trận, như thần nguyện dẫn binh mã đi giúp thúc phụ Phù Khải cùng quyết một trận tử chiến với khánh kỵ. Vương Nhi, con cần dẫn bao nhiêu binh mã? 3 vạn binh mã là đủ rồi. 3 vạn. Thúc phụ con đã dẫn 3 vạn đi rồi. Ngũ Oai Khanh có thần. Trưng binh điều lính, luyện binh 3 vạn cần mất bao lâu? Bẩm đại vương, nếu cần trưng thêm 3 vạn binh nữa, ít nhất cần 2 tháng. Còn phải chuẩn bị lương thảo ngựa chiến. Việc này 2 tháng. Các vị ái khanh sẽ ở đâu? Khánh kỵ sẽ ở đâu? 2 tháng sau khánh kỵ đã tấn công vào Cô Tô rồi. Đại vương và các triều thần bả tướng quân, đừng có nói là dục chí vậy. Có bổn vương tử đây, khánh kỵ đừng hòng bước chân vào thành Cô Tô một bước. Vương Nhi, dựa vào sức lực của một mình còn làm sao ngăn cản 3 vạn binh mã của khánh kỵ đây? Bả ái khanh nói đúng. 2 tháng. 2 tháng sau khánh kỵ đó sẽ đánh vào thành Cô Tô. Phụ vương con và các vị ái khanh sắp thành thịt trên thớt của khánh kỵ rồi. Đại vương, thần Tôn Vũ xin tham chiến. Quả nhân đang chờ khanh xuất binh làm thống soái. Khanh nói đi, khanh cần dẫn theo bao nhiêu binh mã? 1 người. Thần Tôn Vũ cần trưng dụng 1 người, ngăn cản khánh kỵ, giải cứu nguy cơ. Tôn Vũ, khanh nói khanh chỉ cần 1 người thì có thể cản được 3 vạn binh mã của khánh kỵ và 6 vạn đại quân của nước Sở à? Thưa phải. Trong quân không nói chơi. Ngũ Oai Khanh nói đúng đó. Tôn Vũ, trong quân không nói chơi. Lúc này nước Ngô đang ở lúc tồn vong, Tôn Vũ há dám nói chơi.
Tôn Vũ có thể dùng một người để cản Khánh Kỵ và đoạt lại 3 vạn binh mã hắn đang thống lĩnh cho đại vương dùng. 3 vạn binh mã này vốn là binh lính con em của nước Ngô, vốn huấn luyện sẵn. 2 tháng sau, đại vương vẫn ở đây, vương tử vẫn ở đây, Tôn Vũ và các vị tướng quân, đại phu cùng uống đồ ăn mừng. Tới lúc đó, binh mã nước Ngô đạt tới 6 vạn rồi. Hoang đường. Đại vương, lời Tôn tướng quân thật là hoang đường. Vào thời điểm quan trọng này, không thể cả tin được. Tôn Vũ, Khanh nói xem, Khanh dùng một người này chống lại Khánh Kỵ như thế nào? Đại vương, thứ cho thần ra một câu đố, xin các vị tướng quân đoán thử xem. Một cái cửa, một ngày. Giang, đại vương là gián điệp. Tôn tướng quân, ngài sẽ không đùa với chúng ta đó chứ? Tôn Ái Khanh có 13 cuốn binh pháp của Khanh nói tới chính là chữ gian này. Khanh thật sự muốn dùng mưu kế này sao? Đại vương, kế dùng gian chỉ cần tài tình thì không gì không thể. Nếu Khánh Kỵ đã giỏi truyền binh, nếu hắn đã dũng mãnh hơn người, vậy thì cách tốt nhất chính là phái một tướng sĩ trung dũng xâm nhập vào bên cạnh Khánh Kỵ, thừa cơ ám sát Khánh Kỵ, lấy đầu của hắn thì đầu xuôi đuôi lọt. Đại vương, kế này của Tôn tướng quân rất hay. Quả nhân không biết ai có thể đảm nhận trọng trách này. Khánh Kỵ đó đứng đầu 3 quân dũng mãnh, vạn người khó địch, ai có thể ám sát được hắn đây? Đại vương, thần nghĩ tới một người. Người này vừa hay thích hợp, thần dẫn hắn tới để đại vương thử. Tôn tướng quân, người ngài nói là ai? Người này hả? Không phải. Là hắn. Tôn tướng quân, ngài không nói đùa chứ? Giang sơn xã tắc của phụ vương có giữ được hay không phải dựa vào hắn sau. Yêu Ly, tiên sinh, vương tử và ngũ đại nhân tới rồi. Đại vương, quả thật phải dựa vào kế của Tôn Vũ, dùng gian để cản Khánh Kỵ xong. Bà Ái Khanh, Khanh còn có diệu kế hay hơn à? Ba vị đại nhân thứ tội, phần đầu nhỏ bé nào ngờ tiên sinh, vương tử, vụ đại nhân lại cùng tới. Nhắm rượu không có nổi cái móng heo, nhưng mà thịt thì vẫn phải ăn. Nếu ba vị đại nhân không chê, xin chờ ta cắt thịt trên người cho các vị nhắm rượu nhé. Yêu Ly, không được lỗ mạng, có chính sự cần tìm ngươi. Giờ tiên sinh là người bên cạnh đại vương, nếu cần dùng tới Yêu Ly chắc chắn đã đi làm việc cho nước Ngô. Yêu Ly nguyện lao vào nước sôi lửa bỏng, thịt nát xương tan cũng không chối từ.
Tiên sinh, xin chờ chút. Hiếm có một yêu ly uống rượu hào sảng như vậy. Đâu chỉ là hào sảng, yêu ly còn là người hiểu rõ đại nghĩa. Từ nhỏ sống ở huyện biên giới Ngô Sở, hiểu sâu sắc nỗi khổ chiến loạn, dời nhà tới thành Cô Tô chính là vì tìm cơ hội để báo đền nước nhà. Chẳng trách ngài muốn tiến cử hắn. Nước Ngô thật sự không tìm thêm được binh sĩ dũng mãnh như vậy sao? Chàng lấy bảo kiếm để làm gì? Tiên sinh, xin hãy nhận lấy thanh kiếm này. Thanh kiếm này tên là Nhạc Nữ, cùng tên với thê tử tiểu nhân do Can Tương ở La Phù Sơn rèn nên. Nghe nói Can Tương từng luyện chính thanh danh kiếm, trong đó có kiếm Nhạc Nữ, không ngờ là ở chỗ người. Năm đó gia phụ từng đốt than trong núi, từng cứu Can Tương. Can Tương liền tặng thanh kiếm này cho gia phụ. Tốt, danh bất hư truyền thật. Bảo vật như vậy Tôn Vũ nào dám nhận? Huống hồ thanh kiếm này còn do lệnh Tôn truyền lại, người vẫn nên giữ đi. Thanh bảo kiếm này nên để tiên sinh dùng. Nay đại vương đã phong tiên sinh làm đại tướng quân An Bang Trị Quốc, mưu đồ bá nghiệp, đó theo ngài mới phát huy hết tác dụng. Ở lại bên cạnh tiểu nhân, ấm ức cho nó rồi. Người biết Thái tử Khánh Kỵ chiều trước không? Biết. Thái tử Khánh Kỵ trước khi xuất chinh từng tới phường rượu của tiểu nhân uống một vò rượu, còn từng khen ngợi rượu của tiểu nhân ngon. Nhưng mà tiểu nhân nghe nói hắn đã dẫn quân phản bội nước Ngô, đầu hàng đại tướng nước Sở, đã dục biển rồi. Kẻ đê hẹn như vậy, ta khinh. Nếu yêu ly gặp lại hắn, chắc chắn đòi hắn nôn rượu ngon của yêu ly ra. Khánh Kỵ đang làm thuyền chiến xa, muốn đánh về Cô Tô đoạt lại vương vị. Nước Ngô khổ chiến nhiều năm, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà hiện giờ Khánh Kỵ đã đại họa trong tim gan. Tiên sinh nói thế thì yêu ly hiểu rồi. Yêu ly, ngươi là người ủ rượu. Ủ rượu mà không có men thì không làm được rượu. Vò rượu lớn nước Ngô này cần ngươi làm men rượu. Ngươi có bằng lòng không? Ngươi bằng lòng chứ? Tạ tiên sinh. Vậy quá tốt rồi, có thể thỏa được tâm nguyện lớn của tiểu nhân. Vậy xin tạm mượn dùng thanh bảo kiếm này của tiên sinh đã. Yêu đi, người theo ta và vương tử, ngũ tướng quân cùng vào cung gặp đại vương. Gặp đại vương? Tiên sinh muốn đưa tiểu nhân đi gặp đại vương nha. Chuyện này liên quan tới tổn vong của nước Ngô, đại vương muốn gặp người. Bẩm báo đại vương, vương tử phù sai ngũ tướng quân, Tôn Vũ tướng quân dẫn yêu ly tới ý kiến. Bái kiến đại vương. Đại vương, dũng sĩ yêu ly đã tới. Khấu kiến đại vương. Tiểu nhân yêu ly xin dâng đại vương một vò rượu để đại vương thưởng thức. Là tên ủ rượu à? Tô Mãi Khanh, chuyện ba quân không gì mật thiết hơn gián điệp. Yêu ly ủ rượu này chính là dũng sĩ Khanh muốn tiến cử đi ám sát Khánh Kỵ à? Thưa phải. Khanh xem nhà Khánh Kỵ, xem nhà quả nhân, xem nhà nước Ngô, ba
bẩm đại vương, tuy tiểu nhân là thảo dân, nhưng cũng muốn lưu danh muôn đời. Họa trong lòng đại vương không phải chính là tên phản tướng Khánh Kỳ đó sao? Kẻ giết Khánh Kỳ ngoài tiểu nhân thì còn ai nữa? Khánh Kỳ đó một tay cũng có thể bắt được chim én trên trời, hai tay có thể bóp chết gấu trong núi. Không có dũng mãnh vạn người không địch nổi. Đại vương, tuy tiểu nhân nhỏ con nhưng mà hùng tâm tráng chí, lại cao vút trời. Chỉ cần đại vương tin tưởng, yêu ly ắt có thể thành được đại nghiệp. Phụ vương lỡ mất thời cơ sát hại nước, cũng hại các phụ vương. Lẽ nào thành Cô Tô thật sự không tìm được thêm dũng sĩ nào hay sao chứ? Đại vương, tuy tiểu nhân nhỏ người nhưng chưa từng chịu sỉ nhục, dù là vương tử cũng không thể sỉ nhục tiểu nhân. Tên tiểu nhân uống rượu nơi phố chợ như người cũng dám sỉ nhục bổn vương như phụ sai, chớ nên vô lễ. Yêu Ly, quả nhân thật không ngờ ngươi lại kiên cường như vậy. Được, quả nhân lại muốn xem thử. Ngươi nói có thể lấy mạng Khánh Kỵ, vậy ngươi nói cho quả nhân nghe, ngươi có diệu kế gì? Khánh Kỵ đó là kẻ thông minh, thêm nữa hắn còn có chuyên chư huấn luyện ám sát phụ quân, e còn chưa làm ngươi đã chết không còn mạng rồi. Đại vương chớ nói lời nhục chí. Tiểu nhân nghe nói đắm chìm vào nhan sắc của thầy tử thì không thể làm việc cho quân vương là bất trung, quyến luyến sống an nhàn không thể phân ưu cho quân vương là bất nghĩa. Xin đại vương chém tay phải của tiểu nhân, giết thê tử của tiểu nhân, giả thành ưu ly có thâm thụ với đại vương, sẽ có người báo tin cho Khánh Kỵ, xem Khánh Kỵ có tin tiểu nhân hay không, xem ưu ly có thể tiếp cận Khánh Kỵ lấy đầu hắn hay không. Ngũ tướng quân có thần. Tôn tướng quân có. Tốt. Các anh xem đi, yêu ly này lại rất giống dũng sĩ. Đại vương cứ thử xem sao. Đại vương, vò rượu này của tiểu nhân chôn trong hầm đã 10 năm rồi. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Yêu Ly, xem ra người đúng là dũng sĩ trung dũng song toàn đế. Được, quả nhân bày tiệc khoản đãi người. Uống rượu này rồi, quả nhân sẽ cho người toại nguyện. Theo diệu kế của người, chặt tay người, giết thê tử người, đưa người xuất chinh. Đa tạ đại vương. Uống rượu thì không cần nữa, chuyện không thể chậm trễ, xin đại vương nhanh ra tay đi. Ngũ tướng quân có thần, hỏa tâm nguyện của dũng sĩ đi. Thần tuân chỉ. Tuân chỉ. Người đâu? Tiểu nhân phố chợ này vậy mà trộn nước mẫn vào trong rượu, mạo xưng là rượu cũ lâu năm, sỉ nhục đại vương, kéo ra ngoài, chặt tay phải của hắn cho ta. Dạ. Tiên sinh thành toàn cho yêu ly ghi tạc trong lòng,
Yếu Lý đi trước. Yêu Ly huynh, đi thuận lợi. Tiếc hay cho vò rượu ngon này. Đại vương, đã có men rượu tốt để ủ, muốn ủ rượu ngon không khó. Tôn Ái Khanh, vò rượu nước ngô ủ được ngon hay dở thì phải xem men rượu Khanh tìm này ra sao thôi. Bạch nữ tỷ tỷ, đáng đánh, phải gọi là tướng quân phu nhân. Muội cũng trêu ta sao? Ta và Trường Khanh đưa lạc tới Cô Tô, nếu không phải có muội và Yêu Ly chăm sóc, e chúng ta đã đói chết nơi đầu đường lâu rồi. Nhạc nữ, ta coi muội là muội muội đó. Tỷ tỷ đừng giận, coi như muội muội vừa lời thôi. Tỷ tỷ chuyển vào phủ tướng quân, mấy lần muội muốn đi tìm tỷ để tâm sự với nhau, nhưng mà vậy sao mùi không đi? Mùi đi đi chứ. Nhà bên đó lớn, cũng nhiều phòng, trống trải lắm. Dứt khoát, mùi cũng chuyển qua đó ở đi. Mùi muốn vậy đấy. Nhưng mà không đỡ trời phường rượu này, không gửi được mùi hương Yêu Ly ủ rượu, mùi sẽ đau đầu lắm. Mùi nói không sai. Gửi hương rượu người sẽ say. Nhạc nữ, hôm nay tí đặc biệt đưa tới hai khúc gấm cho mùi. Hãy may mấy bộ y phục đi tạ ơn bạch nữ tí tỉ. Vẫn là tỉ tỉ thân thiết. Mùi muốn có số gấm này đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa được như ý nguyện. Giờ thì tốt rồi, mùi cũng có thể mặc y phục bằng gấm được rồi. Giờ lúc trước ta cũng từng mượn y phục của mùi để mặc, ta rất thích, cho nên không trả mùi nữa. Nhưng thứ đó đều là vải thô, tỉ tỉ giữ lại làm gì chứ? Ta thích mặc vải thô, mặc vào trong lòng thoải mái lắm. Tiểu nhân Hạp Lương, ta vốn có lòng tốt tặng rượu lo năm cho ngươi, ngươi lại vu tội ta muốn hại ngươi. Lẽ trời ở đâu? Tiểu nhân Hạp Lương, ngươi không nhận lòng tốt của ta, cũng không biết rượu ngon của ta. Lẽ trời ở đâu? Lẽ trời ở đâu? Tiểu nhân Hạp Lương, trói lại. Tiểu nhân Hạp Lương, không biết lòng tốt của ta Yêu Ly, cũng không biết rượu ngon của ta Yêu Ly. Nhạc nữ, Bùi tướng quân, nhạc nữ giết Yêu Ly. Yêu Ly, Yêu Ly, nhạc nữ, Yêu Ly, chặt tay. Yêu Ly, tiểu nhân Hạp Lương, ngươi không biết lòng tốt của ta, cũng không biết rượu ngon của ta. Nhạc nữ, nhạc nữ. Nhạc nữ, nhạc nữ, nhạc nữ, nhạc nữ.
Rượu yêu ly tặng vẫn còn chứ? Hâm cho ta đi. Bình thường chàng không uống rượu mà.